ngày 17 tháng 3, Thánh Patricio, giám mục, mất năm 492, là anh hùng dân tộc và thánh bảo trợ của Ái Nhĩ Lan. Patricio chào đời tại Bretagne. Cha ngài là ông Campo Rio, viên chức chính quyền và là phó tế, trang trại ở gần biển. Khi Patricio được 16 tuổi, bọn hải khấu Ái Nhĩ Lan đến cướp phá bắt người. Thảm họa thường xảy ra thời mang rợ này. Patricio bị bán sang Ái Nhĩ Lan. Ngài chăn súc vật trên núi và đã nếm mùi cực nhọc của đời làm tôi mọi. Ngài đau khổ nhiều. Nhưng thời gian lao khổ phải làm nô lệ này lại là thời gian phong phú nhất đối với ngài. Suốt những tháng ngày dài đơn độc, ngài nghĩ tới Thiên Chúa, những lời dạy dỗ của cha mẹ mà trước kia ngài chẳng chú ý gì tới, bây giờ lại trở thành động lực sống. Như thế, Patricio tự thánh hóa, hiến mình cho ơn Thánh Chúa, quen thuộc với địa sở, với thổ dân và ngôn ngữ của họ, chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao của ngài sau này. 6 năm trôi qua, tới ngày đào thoát, ngài tới một hải cảng nơi có một con tàu sắp sửa vuông buồm nhổ neo, nhưng ngài không có tiền trả lộ phí, các thương gia không cho ngài đáp tàu. Buồn rầu, Patricio trở về, bỗng chủ tàu gọi lại và cho ngài lên tàu. Sau 3 ngày vượt biển, ngài tới một miền hoang vu ở Econe, các thủy thủ lang thang kiếm ăn, sự lo âu làm họ muốn nghẹt thở. Patricio nói với bạn hữu về quyền năng siêu việt của Thiên Chúa mà ngài thờ lạy. Các lương dân xin ngài khẩn cầu cho họ. Họ nói với ngài: mày là Kitô hữu mà chẳng làm được gì cho chúng tao cả, mày không cứu nổi chúng tao khỏi cơn đói này được sao? Patricio trả lời: cứ tin tưởng và thực tình quay về với Chúa, đối với ngài không có gì là không thể được. Để ngay hôm nay đây, ngài sẽ gửi đồ ăn tới cho các bạn. Và chẳng mấy chốc, họ gặp một bầy heo khiến cho họ có thể sống cho đến khi tới được miền có dân cư. Nhiều năm trôi qua, sau những biến cố thăng trầm và cả một thời gian làm nô lệ, Patricio được trở về và gặp lại cha mẹ. Dường như sau bao nhiêu gian khổ, ngài nói về niềm vui, hưởng an bình và tình thương. Nhưng các thị kiến ám ảnh ngài luôn. Các trẻ em giơ tay kêu mời ngài, xin ngài rửa tội cho chúng. Tận thẳm sâu tâm hồn, ngài biết rằng mình phải trở lại đảo lưu đày của mình, và lần này là trở thành nô lệ của các tâm hồn. Lúc khởi sự chương trình, ngài gặp phải sự gièm pha, chống đối tư tưởng, như thời gian và sức lực ngài đã uổng phí nơi đám lương dân này. Nhưng Patricio, người chiến sĩ của Chúa Kitô, không nản chí, không dừng bước. Ngài bắt đầu học đạo ở Gople, tại cung điện thời danh Iglesia de Plebres. Trở về, ngài dành một thời gian lâu dài tại Ancere để hoàn tất việc học hỏi nơi các giám mục Amator và Germain. Trong khi chuẩn bị công cuộc truyền giáo lớn lao sắp tới, ngài được tấn phong giám mục. Đó là việc thành lập tòa giám mục Armagh. Năm 432, Patricio đi bước quyết định. Ngài sắp lôi kéo các tâm hồn dân Ái Nhĩ Lan ra khỏi việc sùng bái của các tăng ni thời cổ xưa, để tỏ cho họ thấy một quyền năng thiêng liêng cao cả hơn. Ngài biết rằng để hiến tế chính con người, dân Ái Nhĩ Lan chọn những người ngoại quốc. Nhưng ngài đương đầu với mọi nguy hiểm đe dọa đến mạng sống ngay tại trung tâm thờ ngẫu tượng và các tăng ni cư ngụ. Patricio ra mắt các thủ lãnh và các chiến binh. Bất kể những chống đối dữ dội, ngài sắp dẫn các lãnh tụ đến chỗ xin được rửa tội. Luôn luôn ngài nhằm cải hóa các thủ lãnh bộ tộc, để rồi họ sẽ dẫn dắt dân chúng theo. Ngài từ chối quà cáp các vua này muốn trao tặng ngài. Tại miền Ammonai, các đạo sĩ nổi dậy. Patricio giơ tay trái lên trời chúc giữ thủ lãnh Resach, khiến hắn chết tốt. Khi dựng lên nhà thờ ở bìa rừng gần biển, rất nhiều người đã trở lại. Trong một chuyến đi tới Connaught, chính một tăng nữ đã đón nhận thánh nhân và giúp ngài thiết lập một tu viện
và một nhà thờ. Lịch sử kể lại cuộc hoán cải của các con gái vua Leo II tại giếng Rogrens và diễn từ Ngài đã nói với họ: Thiên Chúa chúng ta cổ suý tất cả, làm sống động tất cả, trỗi vượt tất cả, đỡ nâng tất cả. Ngài có một người con vĩnh cửu như Ngài, giống như Ngài. Thánh Linh hiển hiện giữa các Ngài, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không hề tách rời nhau. Tôi muốn dâng cho các cô, cho vua trên trời. Các cô là những con cái trần thế, các cô có tin không? Tiếp sau câu hỏi của Thánh Nhân là những câu đáp: Các cô có tin rằng sau khi chịu phép rửa tội, tội nguyên tổ liền bị xua trừ không? Chúng tôi tin. Các cô có tin vào cuộc sống mới sau khi chết không? Chúng tôi tin. Thế là Patricio rửa tội cho họ và các Kitô hữu xin được xem thấy mặt Chúa Kitô. Patricio nói: Nếu không chết, nếu không rước mình thánh, các cô không thấy được mặt Chúa Kitô. Và rồi khi đã rước lễ, các cô gái của nhà vua liệm đi như chết gần giếng Rogan còn nắm mồ của họ. Không ngơi nghỉ, Patricio rạo khắp trên hòn đảo và thích ứng các phong tục ngẫu thần với Kitô giáo. Ngài để cho lương dân tổ chức thắp lửa ngày 21 tháng 6 kính mùa hè, nhưng là để kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Ở Bretagne vẫn còn giữ được lửa Thánh Gioan Tẩy Giả của Ngài. Do bình cánh chuồng đầy dẫy ở đồng quê vì tông đồ cho dân chúng thấy hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Như thế, mọi sự đều có thể là bài học cho việc giảng dạy. Trên một ngọn đồi, Patricio lập một ngôi nhà gỗ cho các tu sĩ. Nơi này đã trở thành một trung tâm vĩ đại, nguồn gốc của thành phố Akmas. Ngài truyền chức cho các linh mục, đặt họ ở các thành phố, còn chính Ngài sống đời cầu nguyện mãnh liệt và kiên trì. Chúng ta khó tưởng tượng nổi cuốn Confession của Ngài cho thấy đức tin, lòng nhân hậu và hạnh phúc của Ngài như một cuộc tử đạo. Thánh Patricio đã làm cho cả hòn đảo theo Kitô giáo. Khi cải hóa dân Ái Nhĩ Lan, Ngài còn là đứng khai sáng văn minh, đưa dân mang rợ vào nghệ thuật và khoa học. Các tu viện Ngài để lại phát triển khác thường và lôi kéo các sinh viên tới trong nhiều thế kỷ. Ái Nhĩ Lan được cải hóa đã thành đảo của các nhà trí thức. Các thánh nhân nhờ dấu vết thánh thiện của Thánh Patricio